Dự báo giá cà phê ngày mai mùng 8 tháng 10 năm 2024 sẽ tiếp tục tăng phi mã. Kết thúc phiên giao dịch ngày mùng 7 tháng 10 năm 2024, thị trường cà phê thế giới ghi nhận mức tăng ấn tượng, với giá Robusta trên sàn London tăng mạnh và Arabica trên sàn New York cũng tăng mạnh. Thị trường nội địa cũng không nằm ngoài xu hướng này, giá cà phê trong nước tăng trung bình 1.600 đồng mỗi kg nằm trong khoảng 115.500 đến 116.200 đồng kg. Tuy nhiên, ẩn sau sự tăng trưởng ngắn hạn này, áp lực giảm giá vẫn hiện hữu và có thể tác động mạnh mẽ đến giá cà phê trong những ngày tiếp theo. Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, MXV khép lại tuần giao dịch vừa qua, giá cà phê Arabica quay đầu giảm 4,38% từ mức cao nhất trong 13 năm. Giá cà phê Robusta đánh mất gần 8% so với tham chiếu xuống mức hơn 5.000 đô la tấn. Sự biến động giá cà phê trong những ngày gần đây là kết quả của sự tương tác phức tạp giữa nhiều yếu tố, bao gồm cung cầu, thời tiết, xuất khẩu, chính sách và thị trường quốc tế. Dự báo sản lượng cà phê niên vụ 2024-2025 tại Việt Nam giảm mạnh, về mức thấp nhất 13 năm do điều kiện thời tiết không thuận lợi. Đặc biệt là hiện tượng El Nino gây khô hạn và tình trạng sâu bệnh. Điều này có thể tạo áp lực tăng giá trong dài hạn. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, thị trường cà phê Việt Nam vẫn ảm đạm khi các thương nhân chờ đợi nguồn cung từ vụ thu hoạch mới. Mưa có thể trở lại vùng Đông Nam Brazil từ tuần này, tạo điều kiện cho cây cà phê phục hồi và phát triển. Điều này có thể làm giảm áp lực tăng giá trong dài hạn, xu hướng xuất khẩu cà phê tích cực từ một số quốc gia sản xuất cà phê hàng đầu thế giới đặc biệt là Honduras và Indonesia, cũng làm gia tăng sức ép lên giá. Honduras, quốc gia trồng cà phê lớn nhất Trung Mỹ dự kiến xuất khẩu 5,37 triệu bao, tăng 14,5% so với vụ trước nhờ sản lượng tăng trong năm nay. Trước đó, chính phủ Indonesia công bố xuất khẩu cà phê trong tháng 8 của nước này vượt 19.000 tấn, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Ủy ban châu Âu đã đề xuất khoảng thời gian thi hành quy định chống phá rừng của EU. EUDR thêm 12 tháng. Điều này có thể khiến các nhà nhập khẩu cà phê từ châu Âu tạm thời ngừng nhập hàng ồ ạt, à, giúp cung, cầu cà phê trên thị trường trở lại cân bằng. Bên cạnh đó, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông đẩy đồng USD liên tục tăng cao, kéo theo giá cà phê trên sàn quốc tế giảm. Cuộc đình công tại các cảng bờ đông nước Mỹ cơ bản được giải quyết. Đây là những nhân tố làm giảm giá cà phê hai sàn thời gian qua và tiếp tục giảm thời gian tới. Dựa trên những yếu tố phân tích ở trên, dự báo giá cà phê ngày mai mùng 8 tháng 10 năm 2024 có thể tiếp tục tăng nhẹ, nhưng với biên độ hẹp, áp lực giảm giá vẫn hiện hữu và có thể gây biến động bất ngờ. Người trồng cà phê nên theo dõi sát sao diễn biến thị trường để đưa ra quyết định bán hàng phù hợp. Nhà kinh doanh cà phê cần linh hoạt trong việc dự trữ hàng hóa để tránh rủi ro khi giá cả biến động. Thị trường cà phê có thể biến động theo nhiều yếu tố khác nhau nhà đầu tư và nông dân cần theo dõi sát sau diễn biến thị trường để đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp và hiệu quả.